Hai các bạn, tôi đang đứng ở trên đèo Mã Phục ở tại Cao Bằng. Đây là một cái ở trên cái công viên địa chất toàn cầu UNESCO, đây non nước Cao Bằng này các bạn. Thì bây giờ tôi sẽ đưa các bạn đi tham quan cái khu vực đèo Mã Phục này nha các bạn. Ok, và bây giờ chúng ta cùng bay nào. Chúng ta đang lấy độ cao nhé các bạn. Và đây chính là cung đèo này các bạn. Đó. Đây. Và chúng ta sẽ lấy độ cao. Và chúng ta làm một vòng nhé các bạn. Và các bạn đang nhìn thấy ở đây là gì không ạ? Đây chính là khu vực của đây là cái cua Tây Áo. Đó, đây là cua Tây Áo ở tại khu vực đèo Mã Phục này các bạn nhé. Đó, và các bạn nhìn coi. Cua rất là cua luôn các bạn. Đây. Và tại khu vực này thì chúng ta có thể nhìn được có một cái khung cảnh rất là mẹ và rất là đẹp các bạn này. Các bạn thấy cái khúc cua Tây Áo này không ạ? Đẹp không? Đó, đây là đèo Mã Phục nha các bạn. Và flag của chúng ta đang là 200m rồi các bạn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi một vòng xung quanh cái khu vực đèo này nha các bạn. Đó. Các bạn thấy đẹp không ạ? Hôm nay trời rất là nắng nha các bạn. Đây, và tôi sẽ cho flycam nó bay ra khúc này. Đó, cho lìa máy ra khúc này nha các bạn. Đây. Và lúc nãy ở trên cái tấm hình này đó các bạn, đang có một cái khung hình, một cái cảnh tượng nha các bạn. Đó. Đó, thì bây giờ tôi sẽ cho các bạn xem cái cảnh đó nhá. Bằng cách là tôi sẽ cho flycam nó bay ra. Đó, chúng ta sẽ lấy một cái cảnh y chang luôn nè các bạn. Đẹp lắm. Đây. Đây, chúng ta sẽ bay ra xa nhé các bạn. Đó, bạn đang nhìn thấy ra. Đây, các bạn đang nhìn thấy. Đây, cái khung cảnh của ở đèo này các bạn. Đó, cái đèo Mã Phục nữa các bạn. Đó, các bạn đang nhìn thấy này. Đẹp không ạ? Còn thấy đẹp không ạ? Đó. Và đây chính là khung cảnh của đèo nè các bạn. Đó, đây là cái lối lên nha các bạn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ quay qua cái hướng còn lại nha các bạn. Các bạn cùng xem cái hướng còn lại này. Rất đẹp luôn các bạn ạ. Các bạn đang nhìn trên đây nha, cái cung đường đó này các bạn. Đẹp không? Đó, các bạn sẽ nhìn thấy rất là đẹp. Đó. Đó, cho các bạn xem nhé. Đẹp không các bạn? Đó, đây cả một cái gọi là ở dưới phía dưới đây là một cái đồng bằng này các bạn. Với các cái ruộng bậc thang ở đây các bạn. Đẹp không ạ? Đấy, rất đẹp không ạ? Đó. Đấy, rất là đẹp ha các bạn. Ok, bây giờ tôi sẽ làm một cái kiểu ảnh ở đây cho các bạn xem nhé. Đây. Đây, giờ sẽ cho flycam nó bay về phía này. Đây, đây là cái cung đèo này nè các bạn. Đó. Các bạn thấy ha. Ok. Làm một kiểu ảnh ở đây. Ok, thôi để chúng ta cùng nhìn ở đây luôn đi. Đây, nhìn từ đầu, từ bên này đến bên này luôn nhé các bạn. Đó, các bạn thấy không? Đó. Đây là cả toàn cảnh cái khu vực đèo này luôn. Thì cái đây là cái nơi là công viên địa chất Cao Bằng các bạn. Đó, công viên địa chất non nước Cao Bằng các bạn. Đấy. Đấy. Thì đèo Mã Phục các bạn là nó thuộc cái huyện Trà Lĩnh nha bạn. Nó có độ dài là hơn 3,5 km và nó ở độ cao là 700m các bạn. Đó, 700m so với mực nước biển này các bạn. Và nó có 7 tầng dốc này các bạn. Đó. Là những con đèo đẹp nhất ở Cao Bằng. Đó, và tôi đang cho các bạn, chúng ta cũng đang ngắm nhìn cái con đèo đẹp nhất tại Cao Bằng này các bạn. Đó, và chúng ta đang ở trên độ cao là 330m. Đó. Và ở đây á, là ở trên á, thì nó là núi đá vôi, mà trong khi ở dưới á, thì lại là điểm di sản, đó là địa chất đó các bạn. Đó, ở phía dưới này nó là cái điểm di sản địa chất này. Đây là cái cung đèo rất là đẹp. Đó, các bạn thấy không? Đẹp không ạ? Rất đẹp không ạ? Đó, cho các bạn xem.
để các bạn thấy ha. Đó. Đây. Đấy, có 7 cái tầng đúng các bạn. Ở đây nó có 7 cái tầng 7 cái tầng đá các bạn, các 7 7 cái tầng dốc đó các bạn. Đó, các bạn xem ha. Đó, chờ các bạn xem nè. Đẹp quá trời đi ha. Các bạn thấy đá không? Đấy. Ở trên cái đỉnh đèo này chính là cái đá vôi các bạn. Đó. Chỗ này nó rất gần chúng ta đây. Đây cho các bạn này, quay lại đây cho các bạn xem nhé. Đây là cái núi đá vôi này. Rất là lạ ha. Ở trên đây lại là núi đá vôi này. Rất đẹp. Đây. Đó, chúng ta sẽ cho các bạn, mình sẽ đi cho các bạn xem này. Đây là núi đá vôi này các bạn. Đây. Đây. Flycam đang bay ở độ cao là 250m và các bạn đang nhìn thấy đây là cái khúc cua nha. Đây là cái khúc cua. Đó, một con xe nó đang lên này. Đó, và các bạn nhìn coi, đây là núi đá vôi nhá. Đó, bên phải của chúng ta đó. Bên phải màn hình của chúng ta đó. Đó, và phía dưới thì nó lại những cái tầng địa chất nha. À, có một cái nó có những cái tầng địa chất rất là hay và người ta rất thích nha các bạn. Đấy. Và chúng ta đang là đây. Đây các bạn, chúng ta sẽ lấy toàn bộ khu vực này nhé. Đây, tôi làm một tấm hình này cho các bạn xem. Đó, các bạn thấy chưa? Toàn bộ cái khu vực đẹp này. Đây, có cả núi cả ấy luôn này. Các bạn đẹp, bạn thấy đẹp không? Đấy. Ok, và đây là con đèo rất là đẹp ở đây cho các bạn. Và cái này nó thuộc cái công viên địa chất Non Nước Cao Bằng ấy các bạn. Rồi. Và nó nằm trên cái cung đường mà đi... đi từ khu vực của Cao Bằng lên trên thác Bản Dốc nha các bạn. Rồi. Đó thì chúng ta vừa đi tham quan cái con đèo ha, nhìn toàn cảnh cái con đèo này từ trên cao nha các bạn. Và tôi sẽ cho flycam nó bay nha để các bạn cùng thấy một cái đoạn này. Đó, một cái đoạn rất là đẹp ở đây các bạn. Đấy, các bạn thấy không? Nó một cái đường ngoằn ngoèo ở đây và rất nhiều xe đang lên này các bạn. Bạn thấy chưa? Đó, rất nhiều xe đang lên ở đây các bạn. Đó, các bạn thấy không ạ? Ừ. Và xe tôi đang đậu ở trong cái khu vực để đổ xe kể cả các bạn đó. Rồi, độ cao 500m nha. Đây, chúng ta sẽ bay thật cao lên trên 500m. Và các bạn đang thấy chiếc flycam của tôi, cái con chim sắt của tôi nó hoạt động bền bỉ không ạ? Cực kỳ bền bỉ luôn. Và chúng tôi đang đứng nắng để mà quay đây để cho các bạn những thước phim này đây các bạn. À, các bạn thấy đẹp không ạ? Đẹp chưa? Đấy, các bạn đang thấy những chiếc ô tô đang là leo lên cái con đèo này đó các bạn. Này, chúng ta lên được 160m rồi. Chúng ta sẽ lấy toàn cảnh ở độ cao 500m nhá, ở tại ngay đỉnh của cái đèo này nha các bạn. Ok, anh em tìm chỗ cho nó bớt nắng đi, nắng quá. Ok, nắng quá rồi. Lại cao đang là leo lên. Nắng quá, nắng quá. Rồi. Phai cam đang lên cái độ cao là 300m rồi các bạn. Liệu chúng ta lên 500m thì sẽ như thế nào nào? Còn 50% tin. Đây. Các bạn nhìn thấy không ạ? Đó, rất là đẹp. Wow, đẹp chưa này? Đẹp chưa? Sướng chưa? Coi này. Nãy nó mới đá chứ này. Đây là toàn cảnh con đèo nhá. Đẹp chưa? À, đây là độ cao là gần 500m rồi. Các bạn nhìn này, toàn bộ cái cung đèo này. Đó, về bên phía này. Các bạn thấy đẹp không? Đó, toàn bộ cung đèo đó các bạn. Ở độ cao là 500m đó các bạn. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ vừa quay vừa hạ cánh xuống nha các bạn. Vừa hạ xuống nha. Các bạn thấy đẹp không? Đấy. À, phóng con tầm mắt ra xa tí nữa nha. Các bạn thấy đẹp chưa? Đấy, xa đẹp chưa? Ok. Và bây giờ thì chúng ta sẽ
quay xuống đây nha, nhìn một cảnh nha, nhìn cái ở đây. Tôi tin là chiếc flycam cũng rất là nóng rồi, bởi vì nhiệt độ hôm nay, trưa hôm nay nắng quá, thật sự là nóng luôn đó các bạn, nóng dã man tàn bạo luôn đó. Và chúng ta đang nhìn lại một lần nữa toàn cảnh cung đèo Mã Phục nha các bạn, ở độ cao là 500m rồi đó. Ok, và giờ flycam nó sẽ quay nha, 360 nha các bạn, chúng ta sẽ làm một kiểu 360 ở đây đó, và chúng ta hạ cánh nha. Ok, chúng ta còn đây, chúng ta còn 300m nữa, độ cao 300m nữa các bạn. Rồi, và giờ chúng ta sẽ cho flycam nó bay, cho nó check cái camera lên chút xíu. Các bạn nhìn coi này, đó, đây là cung đèo Mã Phục này các bạn. Đó, các bạn nhìn coi đẹp không? Quá đẹp phải không ạ? Đấy, toàn bộ cung đèo Mã Phục đó các bạn. Đó các bạn, đó, nó ngoằn ngoèo như thế này đây. Đây là con đường lát nữa tôi sẽ phải đi nè các bạn. Ok, và thưa các bạn là chúng ta vừa khám phá xong cái cung đèo Mã Phục nha các bạn. Một cái cung đèo rất là đẹp ở tại Cao Bằng. Nếu các bạn thích video clip này, thích cái hành trình này thì các bạn hãy dành cho chúng tôi một like và đừng quên subscribe kênh để chúng ta cập nhật những video clip tiếp theo nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye. Bye bye. Anh em chúng tôi chào các bạn nhá. Bye bye.